chào các bạn. Mùa hè rồi, chúng ta lại quay trở về với chuyện ăn uống cho mát mẻ. Đêm khuya như này rồi nhưng mà vẫn thích nghịch đồ. Hôm nay Bèo giới thiệu cho mọi người món Evergreen. Evergreen trong màu nó đẹp. Bèo chọn cốc này. Evergreen dùng rượu nền 30. Rượu gin của Béo dùng là 37,5 độ, 15 midori rượu lưới, rượu hoa quả này rất là nhẹ, midori liquor 20. Midori chỉ 15 thôi. Evermost martini 15. Tất nhiên là uống một cái ly này sẽ đi ngủ rất ngon à. Và cuối cùng 50ml Blue Curacao. Cho đá vào xếp. Cherry ta có chỉ Evergreen.